Nam mô tại sa pa ga va to a ra to sa ma đa sa nam mô tại sa pa ga va to tại sa pa ga va to a ra to sa ma sa bo đa sa mời ngồi. Bữa nay thầy định để mọi người đặt câu hỏi. Vì hồi sáng nay á, là thầy đi dự lễ ở trên Bà Rịa rồi về về đây là hơi trễ, nên là để nói để mọi người đặt câu hỏi. Nhưng mà ở đây có một câu hỏi, câu hỏi này á, thì nó không có liên quan tới thiền. Đúng ra thì những câu hỏi trong trong những cái khóa giảng này ấy, thì nên hỏi về thiền thôi. Còn câu hỏi này nó không phải là hỏi về thiền. Cho nên là bây giờ quý vị cứ chuẩn bị câu hỏi đi nghe. Chuẩn bị câu hỏi đi rồi thầy trả lời xong cái câu hỏi này cái rồi rồi mọi người đặt câu hỏi. Cái câu hỏi này á, thì hỏi là nói là một người mà có làm lễ dân y Katina, có làm thí chủ ở lễ dân y Katina trong một lần trong đời thì sẽ tránh được bốn đường ác đạo, điều đó có đúng hay không? Cái đó thì thầy, cái này thì thầy không biết á. Bởi vì cái dân y Katina đó thì nó cũng có nhiều vấn đề chứ không phải là đơn giản. Có thể là nếu mà một người mà hiểu rõ đạo lý rồi phát tâm dân y Katina, mà có thể nói là với một cái tâm làm phước hoàn hảo thì có thể là không, sẽ không vào đường bốn đường ác đạo. Nhưng mà cái dân y Katina cũng có nhiều cách, nhiều người làm. Và thầy tu gần 60 năm rồi thì cũng cũng chứng kiến rất nhiều cái thí chủ mà dân y Katina đó cũng không phải là hoàn toàn là tốt. Như vậy thì cũng không chắc gì là trong đời mà dân y Katina một lần. Một lần, nhưng mà một lần với điều kiện như thế nào đó thì mới được. Còn nếu mà dân y Katina không ấy, thì chưa chắc. Do đó là thầy mới nói là không có, mình đừng kết luận gì cả, mình chỉ thấy thôi, mình chỉ thấy biết, để mà thấy cái gì đúng thì đúng, cái gì sai là sai, chứ đừng có kết luận gì cả. Sai đúng thì nó cũng ngay đó thôi. Với lại là tại căn cơ trình độ như vậy thì họ làm như vậy thôi, cho mình cũng chỉ thấy biết để mình học ra cái bài học cho bản thân mình thôi. Chứ còn cái còn mỗi người thì làm mỗi cách, cho nên khó mà kết luận được là như thế nào. Có thể là mình khuyến khích dân y Katina thì có, bởi vì dân y Katina hồi xưa đó thì rất là quý, là bởi vì
Hồi trong thời Đức Phật á, Chư Tăng sau khi nhập hà đó, thì Chư Tăng mới là phải đi đi kiếm y. Mà kiếm y hồi đó, đó là không phải đơn giản. Kiếm y là cứ nhất là đi vào trong các cái nghĩa trang, người ta quấn cái vải cái tử thi đó, rồi người ta để cái tử thi vào trong cái nghĩa trang, xong rồi cái quả rồi kên kên rồi thú rồi này kia nó tới nó ăn cái xác, xong rồi nó còn lại cái mấy cái vải, rồi người ta phải lườm cái vải đó đem về giặt đi, rồi mới may lại thành cái y mà mặc. Thành ra là Chư Tăng mà sau cái mùa dân y, sau cái mùa mà nhập hà đó, thì là đi kiếm y rất là khó khăn. Cho nên cái hồi đó mà một cái người mà phát tâm mà để dân y đó, thì phải nói là phước báo rất là lớn. Nhưng hồi đó lại vải đồ nó cũng không có phong phú như nhiều như bây giờ. Cho nên việc mà ngay cả cái y của Chư Tăng như vậy mà cũng còn bị ăn cắp nữa. Cũng bị ăn cắp trong thời Đức Phật đó. Cho nên là kiếm ra được y là rất khó khăn như vậy. Thì cái người mà thí chủ mà cái thời đó mà dân y thì gọi là phước báo rất là lớn, mà chắc chắn là nó phát xuất từ một cái mà thấy Chư Tăng khó khăn này kia, cho nên là cái tâm lúc đó rất là rộng lớn. Với lại cái dân y á, Katina đó, thì nó đặc biệt, nó khác với các cái dân cúng bình thường ở cái chỗ là khi mình dân trong cái lễ Katina đó thì là dân là bình dân đến Chư Tăng, chứ không phải là dân riêng cho vị nào đó. Cho nên cái Đức Phật á, Đức Phật ngài có làm gương một lần cho có người đến dân một cái bộ y rất là đẹp cho Đức Phật. Ngài không nhận, ngài nói là dân cho Chư Tăng mới có phước, dân cho cá nhân ngài cũng không có phước bằng. Rồi các vị đó mới đi dân cho Chư Tăng. Thì Đức Phật ngài muốn khuyến khích là đừng có dân cúng theo kiểu cá nhân, mà nên là dân cúng theo cái gì mà có tính chất chung thì nó tốt hơn. Dân đến tăng hay là dân làm chùa hay làm cái gì mà nó có cái lợi ích chung cho cái tập thể thì tốt hơn là cá nhân. Cho nên nói là thầy thì chị mới nghe nói là phước báo nhiều thôi, chứ chưa nghe nói là không đi vào được bốn đường ác đạo. Giờ có ai hỏi gì tiếp? Bạch thầy ạ, thầy cho con hỏi một câu về thiền ạ. Những người trẻ mà bắt đầu vào con đường thiền thì cần có những cái điều kiện gì hay là một cách nào đó để thiền cho nó được đúng ạ? Cảm ơn thầy. Bây giờ cái chữ thiền á là người ta dùng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ muốn hỏi, muốn khi mà nói người ta nói thiền á, là mình phải hỏi là thiền gì. Chứ còn á, là thiền thì bây giờ là không biết là thiền gì. Rất nhiều loại thiền. Bây giờ có thể là không biết tính ra có tới 1001 cái phương pháp thiền hay không. nhưng mà cái số lượng mà các cái phương pháp thiền á, thì bây giờ nó rất là nhiều. Cho nên là phải biết là thiền gì mới được. Còn bây giờ là thầy thì từ lâu thầy giới thiệu cái thiền rất là đơn giản cho mọi người. Và ở tầng lớp nào cũng được, trẻ hay là già cũng được. Mà người bận công việc hay là người rảnh rang cũng được. Tức là bất kỳ ai cũng hành được. Bởi vì cái thiền mà thầy hướng dẫn á, là thiền là lấy chính mình làm đối tượng thiền. Vì Đức Phật ngài cũng dạy trong tứ niệm xứ là lấy thân thọ tâm pháp, tức là lấy chính mình thấy cái thực tại. Thầy thường dùng một cái từ mà nó đầy đủ nhất là thực tại thân thọ tâm pháp, hay là thực tại thân tâm cảnh. Mình là có thân và tâm, và đối diện bên ngoài đó là cảnh.
Thì thiền là thiền trong cái thân tâm cảnh, cái thực tài thân tâm cảnh. Tức là cái thực tài mà nó có liên hệ với mình, liên hệ với thân tâm này. Thì thiền trong cái bối cảnh đó, lấy hay là lấy cái đối tượng đó làm thiền. Mà cái đối tượng á là nó là vô thường. Tức là khi thì mình đi, khi thì mình đứng, khi mình nằm, khi mình ngồi, khi thì mình thấy cái trái này, khi thì mình thấy cái kia, là mỗi lúc mỗi khác hết. Trong cuộc sống của mình là luôn luôn mình sống là khi thì gặp người này, khi gặp người kia, cho nên lúc nào mình cũng là có đối tượng mới hết. Thì nó chỉ có một điều thế này thôi, là mình sống cũng tất cả những sinh hoạt đó, nhưng mà mình sống trong vô minh. Sống trong vô minh. Và thế nào là sống trong vô minh? Cụ thể sống trong vô minh đó, tức là mình sống nhưng mà mình không biết, mình không biết mình, mà mình bị cái tâm mình bị lôi cuốn ra bên ngoài. Khi cái tâm mình mà bị lôi cuốn ra bên ngoài đó thì gọi là buông lung phóng dật. Và khi cái tâm mình mà nó cứ bị gắn liền với bên ngoài đó, thí dụ giờ mình ghét ai đó hay mình thương ai đó, thì cái tâm mình nó cứ đi đứng nằm ngồi gì mình cũng cứ gắn liền với cái đối tượng đó. Mình ghét người nào thế là mình cứ ngồi, mình cứ đi, hay thậm chí là khi ăn, khi ngủ, khi làm gì cũng là bị gắn liền với cái đối tượng đó. Do đó mà mình quên mình đi. Mình đang ăn mà mình quên mình đang ăn. Mình đang đi, mình quên mình đang đi. Mình đang làm gì đó, mình quên mình đang làm. Và mình chỉ nhớ tới cái đối tượng đó thôi. Thì như vậy á, là mình bị lôi cuốn ra khỏi cái thực tài thân thọ tâm pháp này. Hay là lôi cuốn ra khỏi cái thực tài thân tâm cảnh này. Đơn giản là vậy thôi. Như vậy là mình bị buông lung phóng dật, tức là cái tâm phóng ra ngoài. Hai á, là bị dính vào trong cái đối tượng bên ngoài đó. Và thứ ba đó, vì chạy ra ngoài, dính vào đối tượng bên ngoài, cho nên không còn biết mình nữa. Chỉ có ba yếu tố đó thôi. Vì vậy cho nên thiền á, thì bây giờ mình gọi cái tên gì đó cũng được. Thầy á, thì thầy đề nghị là mình nói là sống soi sáng lại chính mình, nói vậy cũng được. Chứ còn nói thiền là thành đó, mình cứ nghĩ, mà nghe nói thiền cái là nghĩ, ngồi nhắm mắt, đê tay rồi ngồi xếp bàn lại, mình cứ nghĩ vậy á. Thì khi nào nghe nói thiền là mình cứ nghĩ là như Đức Phật ngồi vậy đó. Thực ra là khi mà Đức Phật mà ngồi dưới cây bồ đề mà Ngài đắc đạo á, Ngài không phải ngồi như vậy đâu. Ngài ngồi rất là bình thường, nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của Ngài á, cái tâm của Ngài lúc đó đó là cái chuyện gì bên ngoài xảy ra với Ngài, hoặc là cái gì xảy ra bên trong tâm mình, thì Ngài đều thấy rõ. Ngài thấy hết tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài. Ngài đều, cái gì đến là đều, đến đi là Ngài đều thấy rõ. Nhưng mà cái chữ thấy rõ đây nó có nghĩa là thấy mà tâm không động. Thấy mà tâm vẫn là rỗng lặng trong sáng. Cái quan trọng là chỗ đó. Cho nên khi mọi trường đến mà Ngài vẫn rộng lặng, tâm vẫn rộng lặng trong sáng, thì nó không bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái mà bên ngoài đến hay là bên trong ra, thì tâm Ngài vẫn là rộng lặng trong sáng. Thì đó là mặt hoàn toàn rộng lặng trong sáng, cho nên không có bị ảnh hưởng gì cả. Thì lúc đó gọi là giác ngộ. Vậy thôi. Giác ngộ Niết Bàn. Niết Bàn tức là nó không có khởi lên tham sân si, không có bạn ngại gì cả. Tức là Niết Bàn vậy thôi. Cái này là sau này người ta làm tường. Cái này làm tường. Nhưng mà khi mà thầy qua bên Ấn Độ đó, mà vào trong cái mấy cái đồng mà Ajanta rồi đấy kia đó, thì thầy thấy là đa phần là họ làm tường ngồi bình thường. Đa phần là làm tường ngồi bình thường. Đức Phật ngồi, ví dụ Đức Phật ngồi vậy. Vậy đó, để hai chân xuống. Vậy đó. Có khi có một chân để lên, còn chân để lên một chân gác xuống, tức là ngồi rất bình thường. Cái này là do mình bị
bị cái hình ảnh mà làm tượng. Cho nên đó thầy, cái này thầy nói hơi lạc đề chút xíu. Thầy qua bên một cái nhà thờ của một cái ông cha nổi tiếng ở bên Mỹ, thì vô trong nhà thờ đó thầy thấy là họ cũng làm tượng, nhưng mà họ làm tượng rất là đẹp, họ làm tượng rất tự nhiên. Khi thì Chúa thế này, hay là khi thì vị thánh tông đồ như thế kia gì đó, mà luôn luôn là những cái hình ảnh mà biểu hiện lòng từ hay là biểu hiện cái gì đó rất là sống động. Còn mình á, bây giờ mấy chùa là để tượng rất là nhiều, mà cứ tượng tượng thì ngồi, tượng thì đưa tay, rồi cái chỗ dưới nhau hết trơn, mà lại làm không làm theo một cái kiểu mà không có, nó không có sống động, không có thật. Mình chỉ tin rồi mình thờ tượng tốt nhiều vậy thôi, chứ còn mình thiếu nghệ thuật. Thiếu nghệ thuật tức là mình thiếu cái diễn đạt được cái tâm trạng của cái người đó lúc đó. Không diễn đạt được cái khi Đức Phật ngài cảm thắng cùng voi Nalagiri, thì lúc đó cái tâm của ngài biểu hiện như thế nào. Đó, mà làm những cái hình ảnh đó mà thật là sống động á, thì có khi là một cái bài pháp vô ngôn. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi những cái hình tượng. Chứ còn trên thực tế đó, là mình cũng là đi đứng nằm ngồi, cũng là hít thở, cũng là ăn uống, cũng làm việc, tất cả mọi thứ. Tất cả những mọi thứ đó đó thì một là mình có tròn vẹn soi sáng lại được không? Nếu mình tròn vẹn soi sáng được lại, tức là thiền, tức là minh. Còn nếu mình không có soi sáng lại được, hay là chỉ soi sáng được mấy chục phần trăm ví dụ như vậy, tức là cái mức độ mà minh đối với chính mình đó, thì là minh là minh cái gì? Minh đối với là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Khi mình sống á, mình sống là bây giờ mình đang đứng đây là danh sắc, lục nhập đó, thì trong đó là có thức, có danh sắc, cho nên có lục nhập. Thì bây giờ mình nói tóm lại là bây giờ mình đứng đây là có lục nhập, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Rồi cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó mới tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì như vậy gọi là xúc. Xúc như vậy nó sinh ra cảm thọ. Sinh ra cảm thọ là khổ hay là lạc hay là xả. Rồi cái mình có phản ứng. Thí dụ như là khổ thì mình nổi sân lên, lạc thì mình ham thích. Hoặc là không khổ không lạc thì mình lại thấy chán, cho nên mình lại muốn làm cái gì đó để mà cho nó được lạc chẳng hạn. Cho nên đó là cái đó đó nó mới là tạo ra cái mà gọi là ái thụ hữu, tức là cái từ nó cái chỗ mà sáu căn sáu trần tiếp xúc sinh ra cảm thọ, và mình nó là phản ứng như thế nào. Bây giờ nếu mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, mà mình thấy rõ ràng, trong ngoài đều rõ ràng, mà tâm không động, tâm không động, tức là một cái đối cảnh đó là nghịch cảnh hay là thuần cảnh gì đó, tâm mình vẫn không động, vẫn sáng suốt, thì như vậy tức là thiền. Còn nếu như mà mình mà khởi lên cái phản ứng như thế nào mà mình cũng biết được, khởi lên sân thì mình biết là sân, khởi lên tham mình biết là tham, cái tâm đang chạy loạn thì mình biết là chạy loạn, thì đó tức là cứ như vậy mà mình thấy mình á, thì cũng đó là thiền. Vậy thì á, không phải là trẻ hay là già hay là độ tuổi nào cả, mà tất cả mọi người đều phải thiền. Hay nói một cách khác là sống cho có ý nghĩa thì phải là soi sáng lại mình. Cho nên Đức Phật ngài nói là một người sống 100 năm mà không biết soi sáng lại mình á thì giống như chết. Còn một người đó mà ngay tại đây và bây giờ mà sống tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là đang soi sáng lại mình á, tròn vẹn tỉnh thức soi sáng lại mình á, thì người đó mới thật sự là sống. Cho dù người đó sống có một phút giây thôi, thì cái người đó cũng là
xứng đáng là sống một đời. Còn nếu mình sống một đời cả 100 năm mà mình không có sáng suốt, không có tỉnh thức á, không soi sáng lại được mình á, thì là giống như chết. Đức Phật nói như vậy. Do đó mà cái chữ thiền thì bây giờ mình tạm thiền, nhưng mà giờ mình nên hiểu chữ thiền có nghĩa là soi sáng lại, soi sáng thực tại. Thiền là soi sáng thực tại. Và bây giờ mình có thể bắt đầu ngay lập tức, chứ không phải là để đợi là phải có một cái khóa thiền, là phải có cái chỗ nào mở cái trường thiền cái đã hay chỗ nào cái gì cả, mà ngay lập tức là mình bắt đầu soi sáng lại. Ví dụ như mình đang ngồi, mọi người đang ngồi, hay là thầy đang đứng, thầy đang biết là thầy đang đứng, thầy đang đưa tay ra co tay vô, thầy đang nói, thì đều khi làm tất cả những cái đó thầy đều biết rõ mình đang làm gì. Và bây giờ mọi người ngồi đang nghe thì cũng biết rằng là mình đang ngồi đang nghe, thế là vậy là đang thiền, đơn giản là vậy thôi. Còn như mà nếu bây giờ mình đang ngồi đây, thầy đang giảng, nhưng mà cứ nghĩ tới cái chuyện gì á, nghĩ tới chuyện gì do sân, nghĩ tới chuyện gì do tham, nghĩ tới chuyện gì do ngã màn, do cố chấp, do cái gì đó, thì á, cái lúc đó là mình mất thiền. Nhưng mà rồi mình chợt thấy lại, mình đang suy nghĩ lung tung, mình biết là mình đang suy nghĩ lung tung, rồi mình trở lại với cái thực tại. Lúc đó mình đang ngồi, đang đi, đang làm gì đó, mình biết lại, tròn vẹn biết lại cái đang là đó, thì là thiền. Cứ vậy thôi, thiền như vậy là chính xác nhất. Ban đầu có nhiều người họ không chịu được cái này là vì sao? Là vì họ phải theo một phương pháp. Nếu họ không theo phương pháp là họ không làm được. Không theo phương pháp cái là ai nói gì cái là tự nhiên bị chạy ra ngoài rồi. Có cái tiếng tới sắp mùa trung thu rồi, người nghe múa lân rồi gì đó là tự nhiên là cái tâm mình nó chạy đi đâu. Nên cái tâm mình nó cứ chạy lang thang ngoài. Nhưng mà không sao, nếu tâm chạy lang thang thì mình cũng biết rằng là tâm đang chạy lang thang. Cứ biết thôi, lang thang thì biết lang thang, mà tâm trở về thì biết trở về. Cứ như vậy đó, mà hệ mình cứ biết mình như vậy đó, thì gọi thì tức là đang thắp sáng lại thân tâm. Vậy thôi, đó là thiền. Chứ đừng á theo thầy á thì đừng theo một phương pháp nào cả, dù cho phương pháp đó là mình đặt ra hay là phương pháp đó ai đưa ra. Bởi vì khi mình theo một phương pháp á là mình phải lệ thuộc vào cái phương pháp đó, và không chắc gì mình làm đúng cái phương pháp đó. Bởi vì ông thầy á, ông nói cái phương pháp đó, nhưng mà mình lại hiểu kiểu khác, mình lại làm ra kiểu khác. Do đó khi mình làm á, cái mình đâm ra mình nghi ngờ, không biết đã đúng chưa. Thành ra nó không có nhất tâm được. Còn bây giờ mình không cần phương pháp nào cả, cũng đừng có nghe thầy nói gì cả. Thầy nói là để mình thấy ra thôi. Còn khi thấy ra rồi là từ mình trở về soi sáng lại mình đang là như thế nào, vậy thôi. Đó là thiền. Cách đó là cách tốt nhất. Và nó có một cái điều kỳ diệu là thế này. Ban đầu mình thấy là rất là khó, nhưng mà nếu mình làm được á thì là cái thời gian mà tiến bộ trong thiền á, tức là thời gian mà soi sáng lại được mình á, nhanh hơn rất nhiều so với những người mà họ thành theo phương pháp. Tức là mình tính bằng cái sự soi sáng, chứ mình không tính bằng cái được gì. Quý vị nhớ nữa ha. Mình chỉ là tính cái mà mình soi sáng được hay không, chứ đừng có tính là mình đã đạt được cái gì. Vì đạt được cái gì rồi nó cũng mất thôi. Có một anh Phật tử đó, anh cũng hơi lớn tuổi rồi, anh học anh hành thiền theo phương pháp, và anh học vi diệu pháp. Hành thiền thì lâu rồi, nhưng mà sau này học thêm vi diệu pháp 4 năm nữa. Nhưng mà cái năm đó anh bị rơi vào một cái khủng hoảng. Thì tất cả những kiến thức vi diệu pháp với tất cả những pháp hành mà anh đạt được xưa nay biến mất đâu hết trơn. Tức là khi mà đối diện với cái mà khủng hoảng đó thì biến mất hết.
Thí dụ như bây giờ mình nói là, ví dụ thế này đi, cái người đó đang mạnh khỏe như vậy, đang hành thiền rồi rất là ngon lành, thấy mình đắc cái này đắc cái kia ngon lành, bỗng nhiên đi khám bệnh đó thì nói bị ung thư thời kỳ thứ 3. Thế là lúc đó không có thiền gì được nữa, không còn thiền gì được cả. Bởi vì nhưng mà là nó, khi thiền thì nói là đắc thấy vô thường khổ não vô ngã đó đàng hoàng nhé. Mà sao tại sao bây giờ bị ung thư cái thì là không chịu nổi, sao không thấy đó là vô thường khổ vô ngã gì cả. Cho nên đó, mình mới thấy là coi chừng cái mà đắc đó cũng là một cái đắc ảo thôi, chứ không phải thật. Còn thực đó, là mình đối thẳng vào trong cái thực này này, đối thẳng vào trong cái thực này đó. Thì cái anh đó cái nhân duyên sao không biết, cái anh đó mới có người tặng cho anh một cái thẻ nhớ mấy cái bài pháp. Cái thì anh nghe thì tự nhiên nó rã ra hết, tức là những cái mà anh đã lo sợ buồn phiền như tự nhiên nó rã ra hết. Thế thì cái hiệu quả của bao nhiêu năm học hành đó, nó là không bằng chị nghe nói lên cái sự thật thôi. Đó là lý do vì sao mà hồi thời Đức Phật đó, là Đức Phật nói đó, bao nhiêu vị đó họ giác ngộ là sắc là lắm. Tại vì Đức Phật này nói lên cái sự thật mà họ mới vỡ lẽ ra, té ra là mình do mình chấp thôi, chứ còn là sự thật đó là như vậy. Thì lúc đó là bất tự nhiên được. Như vậy trong cái thực hành á, thực ra thực hành, đa phần mình thực hành là mình cứ muốn được cái gì đó. Nhưng mà cái chính yếu của thực hành là thấy ra sự thật, chứ không phải là để được cái gì cả. Thấy ra từ địa ngục cho đến thấy ra niết bàn cũng chỉ là sự thật thôi, chứ không phải là mình được cái gì cả. Cái gì nó cũng qua hết mà, vô thường khổ vô ngã nó qua hết. Ai hỏi gì tiếp? Thầy có câu hỏi. Tối qua con có đọc lại cái bài chánh niệm của anh Nguyễn Duy Nhiên viết á. Trong đó anh Nguyễn Duy Nhiên có đề cập về nói chánh niệm mà thiếu đi yếu tố xả thì chưa phải là chánh niệm. Xin sư giải thích rõ hơn. Cho nên trong cái cuốn mà Sống trong thực tại đó, là thầy cái chương đầu tiên đó, là thầy nói về buông xả. Mà kể cả các cái trường thiền mà dạy về phương pháp đó, thì đầu tiên trước khi vô thiền đó, người ta cũng phải nói là ngồi buông xả đi cái đã. Tại sao ngồi buông xả? Bởi vì đó, cái yếu tố này là một yếu tố là nó là gần như tất yếu. Cho nên thầy mới nói là đừng có ngồi thiền, mà thiền bất cứ khi nào ngồi, chứ đừng có ngồi thiền. Là bởi vì khi mình ngồi á, ví dụ như thầy bây giờ thầy đang đứng ha, thầy đang đứng thì là thầy thấy là mình đang đứng đang nói, tức là mặc dù đang đứng đang nói chuyện đó nhưng mà vẫn là sáng suốt biết mình đứng một hồi cái mọi chân cái thầy ngồi xuống, bây giờ thầy ngồi xuống rồi, thầy đang biết là thầy đang ngồi xuống rồi. Thành ra cái đối tượng á là tự nhiên, và cái tâm á là vô tâm. Cái thiền á, một cái điều kiện tất yếu của thiền á là tự nhiên và vô tâm. Đối tượng á là tự nhiên, còn tâm á là vô tâm. Vô tâm là sao? Vô tâm tức là mình không có ý đồ gì hết. Mình không có cố gắng, không chuẩn bị, không đặt ra trước cái gì hết. Ngồi thì mình thấy ngồi thôi. Đứng lại, dậy lại thì mình thấy mình đứng dậy lại thôi. Chứ mình không đặt trước. Bây giờ như thế này á, thì có đặt trước này. Bây giờ mình ngồi để mình coi thử mình ngồi làm sao nghe. Đó. Thì lúc đó đó là có ý. Lúc đó là cố tâm. Nhưng mà đa phần cái người hành thiền lại là cứ cố tâm. Chứ còn không, đầu tiên là phải buông xả để cái tâm là
trống rỗng cái này đó, rỗng lằn cái này đó. Rồi từ cái rỗng lằn đó đó thì tự nhiên ngồi là thấy ngồi, đi là thấy đi. Thì cái đó nó mới là đúng chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mình khởi tâm mình nói là bây giờ mình cố đi để chánh niệm tỉnh giác nghe, thì lúc đó lúc đó là mình đã cố tâm rồi. Và cái mà đối tượng mà mình làm đó đó là mình đóng kịch để mà đi, để mà thấy, chứ không phải là mình thấy cái pháp tự nhiên. Mà cái chữ pháp á nó có nghĩa là tự nhiên. Chữ pháp á, tất cả pháp á nó là tự nhiên. Tự nhiên thì nó mới vô thường khổ vô ngã được, chứ có ý mình vô là mình đâu có muốn nó vô thường khổ vô ngã. Do đó đó mà cái yếu tố mà thiền á là tự nhiên và vô tâm hay là buông xả. Vô tâm ở đây không có nghĩa là mặc kệ đó, không phải vậy, mà vô tâm ở đây tức là để cái tâm trả cái tâm lại cho cái sự sáng suốt của nó, cho cái tính sáng suốt của nó. Mà mình cứ khởi lên cái lăng xăng khởi lên đó, thì lúc đó nó che mờ cái sự sáng suốt đó đi. Cho nên đầu tiên là phải buông hết mọi ý đồ, ngay đó là thấy thôi. Còn nếu mà mình cố thấy là lúc đó nó lại bị xen cái bản ngã vào trong rồi. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài nói là với Bahiya đó là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, mà không có cái bản ngã Bahiya trong đó. Bởi vì nếu có bản ngã Bahiya trong đó đó thì liền á phải nghe thế này này, phải thấy thế kia này, phải không? Tức là lúc đó có cái bản ngã là nó muốn là phải nghe cái này, phải thấy cái kia, tức là nó phải cứ chọn lựa, chọn lựa theo ý bản ngã. Còn bây giờ do pháp nó đến như vậy, đi như vậy, do đó mà từ cái chỗ pháp đến đi như vậy mà thấy thôi. Mà thấy thì cái tâm của mình vốn là nó có cái đặc tính là thấy biết, cho nên là bây giờ mình đi là tự nhiên thấy đi à. Chỉ có khi mà mình tâm mình nó chạy ra ngoài thất niệm và không có tỉnh giác thì lúc đó mới không thấy thôi. Còn nếu mình trở về tròn vẹn tỉnh thức là liền thấy. Cho nên là cái buông xả là cần thiết. Hơn nữa ví dụ như bây giờ tâm mình đang bị giả sử thầy thích cái đèn đó quá, cái thầy cứ nghĩ đến cái đèn đó, hoặc là thầy ghét cái đèn đó quá, thầy không thích cái đèn này, bây giờ thấy cái đèn là ghét rồi, thành ra cái tâm thầy nó cứ bị buông lung ra đó, phóng dật tới đó, xong rồi nó bây giờ nó bị gắn liền trong đó, do đó thầy không biết thầy, chỉ thấy cái đèn là ghét thôi, chứ còn không biết mình. Cho nên á, buông cái đó ra, buông xả cái đó ra, thì lúc đó cái tâm nó mới trở về lại với cái, chỉ cần buông cái đó ra thôi, thì nó liền trở về về thực tại liền, phải không? Chỉ cần buông nó ra thôi. Cho nên cái buông xả đó là cần thiết. Chứ còn á, nếu mà mình nói là thôi bây giờ mình trở về để mà biết mình, thì lúc đó là cũng phải. Mà thực ra chỉ cần buông cái đó ra đi thì nó tự nhiên nó trở về tròn vẹn tỉnh thức lại về thân thọ tâm pháp. Cho nên á, cái người mà đến cái mức độ mà cái gì đến đi đều thấy đúng như thực thì gọi là Như Lai. Đức Phật á, gọi là, Đức Phật nói Như Lai là bởi vì á, bất kỳ cái gì đến đi thì ngài thấy đúng nó như vậy. Một cái pháp gì đến đi thì ngài thấy đúng như vậy đó, cho nên gọi là Như Lai. Nên cái yếu tố buông xả là trong 10 cái ba la mật á, thì ba la mật nào cũng buông xả hết. Nói chung 10 ba la mật đều là có nghĩa là buông xả, nhưng mà tùy theo cái khía cạnh mà nói riêng ra thôi. Ví dụ như buông xả về cái sở hữu vật chất, hay là buông xả về cái hành động hại người, đại khái là vậy, hay là buông xả cái tâm mà buông lung phóng dật đối với ngoại cảnh, thì là toàn là buông xả hết. Trí tuệ thì lại là buông xả mọi cái quan niệm, cái khái niệm. Đó. Mình á thì thường thường á, mình tu đó
Mình tu không bao giờ có trí tuệ được cả. Vì sao? Tại vì mình lấy một khái niệm để tu. Mình lấy sẵn một khái niệm để tu. Ví dụ như ai nói một phương pháp, rồi bây giờ mình lấy cái khái niệm, cái phương pháp đó để mình tu. Tức là mình đang tu với khái niệm. Rồi mình nghe nói vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên bây giờ mình tu thì mình cứ chú ý làm sao để mà thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Tức là mình đặt cái khái niệm vô thường, khổ, vô ngã đó vào trên cái pháp đang là. Chứ không phải là vô thường khổ nào mà mình thấy từ trong pháp đang là, mà mình gán cái vô thường khổ nào nó vào. Do đó mình thấy mà thấy quá ảo tưởng của mình, chứ không phải thấy thực. Vì vậy á, bây giờ á, mình muốn mà thực hành đúng á, là phải quên hết tất cả giáo lý. Quên hết á, không có nhớ cái giáo lý nào hết á, thì mới hành được. Ví dụ bây giờ đang đi thì hoàn toàn là mình trọn vẹn mới đang đi, chứ có cái giáo lý nào mà xem vô đó được. Bây giờ cho dù cái giáo lý đó là vô thường, khổ, vô ngã đi nữa, mà mình gắn vô đó là tật liền. Gắn vô đó rồi một cái thì mình không thể thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã thực được nữa. Lúc đó là mình cứ gắn vô. Cho nên á, là phải quên hết tất cả cái giáo lý đi. Quên hết á, quên hết, không còn nhớ một cái gì cả. Thì đó, thành nó mới đúng. Lúc đó chỉ có đi là chỉ có đi thôi. Đi là chỉ có biết đi thôi, chứ ngoài ra không có biết gì cả. Nhưng bây giờ mình nói là, giả sử bây giờ lúc đó một cái tâm nó khởi lên, mà mình băn khoăn là không biết cái tâm này là cái tâm gì, tâm này không biết có phải là sân chưa? Cái này là sân hay là không phải sân? Thì như vậy làm sao mà mình thấy được nó một cách hoàn toàn trung thực được? Do đó phải quên hết hoàn toàn luôn. Thì lúc đó hành rất là dễ. Thì cái mà mình quên hết để mà chỉ còn là cái thực tại, mình chỉ còn soi sáng cái thực tại thôi á. Mà thực tại mỗi người là mỗi khác, cho nên mỗi người là đang trở về với thực tại thì mỗi người mỗi khác hết. Người đang đau bụng á thì thấy khác, mà người đang tức ngực á thì thấy khác. Mỗi người đang trở về là thấy khác hết đấy. Cho nên là cái mà cảm nhận cái thực đang là đó đó, cái đó mới là được. Nhưng mà khi mình nhìn mà qua khái niệm, và khi qua khái niệm á là mình dễ tưởng là mình thấy rồi. Thí dụ như mình qua khái niệm cái mình tưởng là thấy vô thường rồi, nhưng mà không phải thực. Mà hệ mà còn qua khái niệm mà thấy đó thì không phải là trí tuệ. Không phải là mình biết nhiều mà trí tuệ đâu. Cái đó chỉ là cái khôn khéo gì đó, chứ không phải là trí tuệ. Cái trí tuệ đó là chỉ tròn vẹn với thực tánh pháp thôi mới gọi là trí tuệ. Mà mình còn một cái khái niệm gì đó đó thì phải buông cái khái niệm đó đi thì mới lúc đó mới thấy thực như nó là. Bây giờ thí dụ như đây là cái nước gì đó, cái thầy đưa cho một người uống, nhưng mà nói người đó là phải nhắm mắt lại, đừng có thấy nước gì hết trơn á, rồi uống á thì cảm nhận ra làm sao á, là thấy như vậy thôi. Thì cái cảm nhận đó nó mới là thực. Còn bây giờ mình nói là đây là nước cam, rồi mình uống vô là mình đã có cái khái niệm nước cam trước rồi, cho nên lúc đó mình không còn cảm nhận thực nữa. Có nhiều người á, thí dụ như bữa sáng dọn lên cái món ăn thì á, cái món đó đó, cái người đó nấu rất là ngon, người đó rất ngon, nhưng mà tại vì á, cái người đó nói là đây là món hủ tiếu, vì đó người đó là nói ăn hủ tiếu, cho nên cái người ăn á, mà họ đành ăn hủ tiếu á, họ nói là hủ tiếu gì như vậy, nó hủ tiếu như vậy không được, cho nên á, không thấy ngon. Bởi vì mình nói là hủ tiếu là nó phải như thế này mới là ngon, còn nấu như vậy không phải ngon. Nhưng mà thực ra người ta nấu không có đúng hủ tiếu, nhưng mà nó ngon hơn hủ tiếu. thì tại sao lại không cảm nhận cái thực ở nơi cái
cái tô đó, mà phải nói nó là hủ tiếu hay là nó là cái gì. Thành cái khái niệm của mình đi vô đó nó làm lệch lạc cái thực mà mình cảm nhận nó. Thực sự ra khi ăn là ai dọn cái gì ăn, hơi mặn thì mình biết mặn, hơi lạc thì biết lạc cái đó, chứ còn mình không cần phải nói là cái này thì phải thế này phải thế kia gì đó. Thành ra mình đưa cái khái niệm của mình vào đó nhiều quá, cho nên cái buông xả có nghĩa là sao? Buông xả tức là trả cái tâm mình về lại với cái sự rộng lặng trong sáng của nó. Nó chỉ rộng lặng trong sáng để cảm nhận cái thực nó đang là như thế nào thôi, chẳng cần phải là khái niệm nó là hủ tiếu hay là nó là bánh canh. Có nhiều người Huế đó vô Đà Nẵng ăn bún bò, nói bún bò Đà Nẵng nấu dở quá, nhưng mà người mà Đà Nẵng mà ra bún bò ăn bún bò Huế thì nói là cái bún bò mà Đà Nẵng ăn nấu mới nó đậm đà hơn. Chứ còn người Huế thì cái đó là tại nó quen thôi, chứ đâu phải là thật. Thực là khác. Rồi ai hỏi gì nữa? Giữa kinh nghiệm với là chứng nghiệm đó thầy, nó khác nhau. Kinh nghiệm với là chứng nghiệm nó khác nhau làm sao thầy? Kinh nghiệm và chứng nghiệm, và tí mình trải nghiệm xong rồi mình chứng nghiệm, nó khác làm sao? Cái này là dùng tùy theo cái ngôn từ. Thí dụ như mình nói là có những từ như là trải nghiệm, chiêm nghiệm, thể nghiệm, chứng nghiệm. Thì nó là thế này. Khi mà mình trải nghiệm á, thì mình chỉ thấy hay nghe. Thì lúc đó chỉ trong thấy, chỉ thấy, trong nghe, chỉ nghe thôi. Nhưng mà là có người á, chỉ trong thấy, chỉ thấy, trong nghe, chỉ nghe. Thì đó là trải nghiệm, đang trải nghiệm. Nhưng rồi á, qua cái trải nghiệm đó thì bỗng nhiên một hôm á, lại thấy ra. Tức là từ cái thấy, bắt đầu là thấy, nhưng mà rồi là thấy ra. Thì cái thấy ra đó là mình gọi là chứng nghiệm. Chứng nghiệm, nó ví dụ như thế này. Bây giờ mình đọc một câu. Mình đọc một câu, thì khi mình đọc á, là mình chỉ đọc từng chữ thôi. Ví dụ như trong này là con kính đảnh lễ thầy. Thì con là con thôi. Mà kính là kính thôi. Đảnh là đảnh thôi, lễ là lễ, thầy là thầy thôi. Thì khi mình đọc á, là cái nào thì nó chỉ thấy cái đó thôi. Thì lúc mình trải nghiệm á, là mình chỉ thấy nó là vậy thôi. Nhưng mà đọc xong câu á, là mình biết nói cái câu đó nói cái gì. Hoặc là khi mình thấy ra được toàn bộ vấn đề đó, toàn bộ sự thật đó, thì lúc đó mình mới thấy ra được cái sự thật đó. Cho nên đó, cái nó có hơi khác một chút. Một cái là chỉ thấy mới thấy, còn một cái là thấy ra. Thầy thì từ mà thầy dùng đó, là thấy và thấy ra. Cái mà mình gọi là chứng ngộ đó, thực ra nó chỉ là thấy ra thôi. Mình thấy, bây giờ mình thấy vô thường, mình cũng ai cũng thấy vô thường hết, nhưng mà lại không thấy ra vô thường, không thấy ra được cái nguyên lý vô thường. Thì khi mình thấy cái hiện tượng đó thì mình thấy đó là vô thường, nhưng mà mình lại không thấy ra. Thành ra, nhưng mà cái chữ thấy ra đó, nó là thông suốt được. Thông suốt được cái thực tại đó. Thì bất kỳ cái gì cũng vậy. Tức là, nhưng mà cũng có tùy người. Tức là có người thì là nghe cái là thấy ra liền. Tức là trong cái thấy thì thấy ra luôn. Nhưng mà có người thì thấy cho đến lúc mà đầy đủ yếu tố thì tự nhiên thấy ra. Thành ra cái từ thấy với thấy ra đó nó cũng có hơi khác. Xin đảnh lễ thầy,
Dạ, con có cái một cái ví dụ mà con không biết là có đúng như là cái thấy và thấy ra thì con chia sẻ để thầy giải đáp giúp con là đợt vừa rồi con cho con đi chơi, con bé nhà con nó 3 tuổi nó đi chơi, thì trong khi mà nó đi chơi như vậy á thì con nít thì nó không có theo như ở nhà, thì nó con có nghĩa nó bị, nó cũng bị mệt, nhưng mà con lôi nó đi tắm, thì con lúc con đưa nó bé đi tắm mà nước nó hơi lạnh, thì con biết là con tắm như vậy là nước lạnh, nhưng mà con cũng kệ, con vẫn tắm cho bé. Thì đến tối thì bé nó hâm hấp, nó sốt, thì con sờ con biết nó sốt. Sau đó ngày hôm sau thì nó sốt cao hơn, thì trong cái quá trình mà con thấy bé nó sốt cao hơn và nó cứ chăng qua trở lại như vậy thì tự nhiên con lại thấy là con tự nhiên con cảm thấy có lỗi. Thì con nói là con mới ngồi, con không có cố tình là con tìm ra là vì sao, nhưng mà con cảm nhận là con thấy là mình làm như vậy là sai, tại vì do thời tiết nó thay đổi, rồi bé nó tắm như vậy, trong quá trình nó đi chơi nó mệt như vậy, thì cái đó nó phải gọi là thấy ra không thầy? Thì cũng là thấy ra đó. Nó cũng là thấy ra, nhưng mà cái thấy ra đó có thể là thấy ra một vấn đề mang tính tục đế là cũng tốt thôi, bởi vì có những điều trong cái trong tục đế có những điều mà mình không thấy ra, rồi đến một lúc nào đó rồi khi hồi đủ nhiều điều kiện thì mình thấy ra, thì cái đó cũng là thấy ra. Nhưng mà cái thấy ra này cũng không phải là không có giá trị đâu. Cái tục đế đó mà mình thấy rõ hoàn toàn đó thì nó lại có cái công dụng của nó. Người ta gọi đó là hầu đắc trí, tức là cái trí tuệ mà do trải nghiệm mà thấy ra. Đó. Còn cái trí tuệ mà cái tâm mình vốn là nó đã trong sáng về, nó từ nó thấy thôi, thì cái đó là gọi là vô sư trí, tức là cái trí tuệ mà nó là nó sẵn có, nhưng mà rồi nó phải qua trải nghiệm thì cái đó nó mới thấy ra. Cái trải nghiệm nó có hai loại trải nghiệm, đó là một trải nghiệm về tục đế và một trải nghiệm về chân đế. Thì người ta đó, các cái hồi xưa đó, bây giờ thì bác sĩ là học trường y ra. Cho hồi xưa đó thì các cái vị hồi xưa là người ta có một cái trình độ mà người ta nhìn cây cỏ hay là cái gì đó, người ta biết là cái nào âm dương, cái nào như thế nào, rồi người ta nếm thử đó. Qua đó người ta thấy ra được. Người ta thấy ra được. Cho nên người ta mới mô tả, mà cái đó là trải nghiệm á. Trải nghiệm người ta mới mô tả. Thí dụ như trong cái sách về y, người ta mô tả cái bệnh chẳng hạn. Thì tại sao mà bệnh? Chẳng hạn như bây giờ em này đang chơi rồi trong người nó nóng. Bây giờ mình đùng nước lạnh vô thì hai bên nó chưa có chứ nó quân bình, nó chưa có thích ứng được thì nó tạo ra một cái mà cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng đó lúc đầu thì nó ảnh hưởng ngoài da, nhưng mà sau đó là nó đi dần 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 vào, nó trở thành đó là thương hàn. Nếu mà nặng đó là trở thành thương hàn, là nó đi vào sâu trong bên trong luôn. Mà giờ này đó mà nhiều, mà hồi xưa là các cái vị mà đông y đó, người ta trải nghiệm như vậy rồi bơ người ta thấy ra được, rồi nó truyền dài dần 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 bơ nhiều người. Người nào mà trải nghiệm nhiều thì cái người đó là rành rẽ hơn. Cái kinh nghiệm á thì nó là thế này. Cái chữ trải nghiệm với kinh nghiệm á thì nó là một thứ thôi, nhưng mà thực ra nó lại có hai nghĩa. Cái trải nghiệm á là chỉ trải qua thôi, mình trải qua và biết, thấy biết vậy thôi. Còn cái kinh nghiệm á thì thường là người ta nói, ví dụ như tôi có kinh nghiệm này, tôi có kinh nghiệm kia, có nghĩa là mình có trải nghiệm rồi mình kết luận nó thành ra một cái tư tưởng, một cái quan niệm gì đó. Do đó đó mà những cái người mà trí tuệ đó, người ta ít dùng tới cái từ mà kinh nghiệm,
Kinh nghiệm thì nó trong tục đế là nó cần. Nhưng mà kinh nghiệm trong tục đế đó cũng nhiều khi trật. Thí dụ như một người mẹ kinh nghiệm nhiều quá, mà cứ trao kinh nghiệm cho người con đó, thì nó lại trật. Bởi vì kinh nghiệm của người mẹ là ở thế hệ trước, mà người con là ở thế hệ sau. Cho nên cái trải nghiệm của người con với cái trải nghiệm của người mẹ ở trong hai môi trường khác nhau. Bây giờ mình lấy cái mình trải nghiệm rồi mình mới là rút ra thành ra cái kinh nghiệm của mình, rồi mình mới trao kinh nghiệm nó lại cho người con thì nó lại đặc. Mình với lại nó nhiều thứ nữa. Ví dụ cái người này thì căng tính như vậy cho nên kinh nghiệm như vậy, nhưng mà cái người khác á cũng là như vậy nhưng mà lại kinh nghiệm của họ lại khác. Thí dụ như bây giờ thầy ăn một món ăn thì thấy rất là bình thường, không sao hết. Nhưng mà người khác thì nói là món ăn nó ăn vô là không tiêu, mà là mình ăn thì mình thấy tiêu. Mà ngược lại cái người kia đó thì ăn thì thấy cái ăn cái món khác thấy tiêu, mình ăn là mình thấy khó tiêu. Thành ra là mình không thể cái kinh nghiệm riêng của mình đó, nếu mình kết luận cho cá nhân mình đó, nó cũng sai. Sai cho lần sau. Bởi vì mình kinh nghiệm rồi, cái bên mình lần sau mình không có học hỏi gì thêm nữa, vì mình kết luận rồi. Mình trao cho cái người khác thì cũng sai, bởi vì cái người khác không phải là có cái kinh nghiệm như vậy. Chính vì cái chỗ đó mà cái ý nghĩa của cái chữ vô thường nó rất là sâu. Vì vô thường cho nên không thể kinh nghiệm gì được cả, mà chỉ có trải nghiệm thôi, trải nghiệm để thấy ra thôi. Thì trong đạo á thì cái trải nghiệm là nó chính xác hơn là kinh nghiệm. Với lại đó, cái ngủ uống á, thí dụ như bây giờ nếu mình trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe đó, thì đó là trải nghiệm. Nhưng bây giờ mình mới là tạo thành ngủ uống. Thí dụ như mình thấy có thấy, nhưng rồi lúc đó mình phản ứng là ồ cái này thích quá, ngon quá gì đó. Thế nên mình có một tạo ra một phản ứng, thì cái phản ứng đó nó mới tạo thành ra là kiến thức, nó tạo thành ra kinh nghiệm. Rồi cái mớ kiến thức kinh nghiệm đó nó mới làm dày cho cái bản ngã. Cho nên đó, cái bản ngã là gì? Tôi kinh nghiệm thế này, tôi kinh nghiệm thế kia, đó thành ra là thành bản ngã. Tôi có kiến thức thế này, tôi có kiến thức thế kia, cho nên bản ngã. Còn cái người mà trí tuệ đó thì nói như Lão Tử là trí giả nhược ngu, tức là người trí là giống như người ngu đó, tức là chỉ thấy gì thôi, chứ không mỗi lúc mỗi mới hết rồi, cho nên không có kết luận cái gì cả. Cho nên những cái công thức hay là những cái kết luận hay là những cái phương pháp đó, thì nó làm cho mình bị chai lì đi, nó không có không làm cho mình luôn là mới mẹ sáng tạo. Nghỉ 15 phút hả? Nghỉ 15 phút rồi rồi tiếp.